À, là 350k này còn 290k thôi mọi người ạ. vừa vừa hạ tí tí là vừa có chương trình sáo, thổi sáo nữa nha các bạn, thổi sáo rồi này kéo nhị đầy đủ hết các chương trình đến sơ này, càng về sau càng hay, càng chương trình rồi đan sơ anh em mình mới sơ này, mới đi mời múa này rồi là hát này, hát rồi này, nhảy này, tí anh muốn mà nhé. Ui, anh tay anh cứng, tay anh chốt đi kìa, tay anh nhiều cầm bột đồng đính thôi này. À, thổi sáo kéo nhị rồi đánh đàn rồi nhảy. À, ca sĩ Phạm Bảo chuẩn bị nhá. Dancer. À đúng rồi. Ốm đang về. Em ăn cơm bằng. Ôi trời ơi, ăn cơm bằng muối chứ. Cơm bằng muối lúc nào đây? Không biết. Hay là ngủ để đục cơm vào muối? Không biết. Là như nào? Anh bỏ này như nào? Quảng cáo không bán tất cả sản phẩm trong tiệm nhưng vẫn có tí ca nhạc đấy mặt mà Teo đâu, mà Teo đang bán tôm. Ngày hôm nay là tưng dùng toàn bộ mà người làm việc này người làm việc kia đúng không, ai cũng bận chủ nhật nhưng mà cũng bận. Mọi người vào ủng hộ anh em mình đi để anh em mình sang sản phẩm tiếp theo. Ui thế còn ôi con 42 xuân nữa anh ơi, con 42 xuân nữa. Con mọi người ủng hộ anh em mình đi. Con mọi người ủng hộ anh em mình đi để anh em mình sang sản phẩm tiếp theo. Con 20 xuân nữa thôi mọi người ơi. Còn 20 xuân cuối cùng nha các bạn để anh em mình sang sản phẩm tiếp theo để còn chương trình còn ca hát nhạc nhảy múa đánh đàn thổi sáo. Ôi, còn 20 xuân là cuối cùng à? Về sản phẩm của anh em thông tin cho mọi người. Tham quan đã tự nhiên bật lái đúng rồi. Cuối chương trình anh nhân còn múa rồi là hát rồi là thổi sáo hay là làm một bản nhạc sáo đi được không? Đã mua rồi. Mọi người ủng hộ anh em mình đi. Những beo nhá. Giúp tôm mà mới tôm mà đâu sản xuất cái này sản phẩm này Quảng Ninh nhá mọi người. Quảng Ninh sản xuất. Tôm sù ở Quảng Ninh đúng rồi. Tôm sù Quảng Ninh các bạn ạ. Anh đông biết chữ đọc ấy. Đúng rồi, đọc tiếng dài tiếng đâu tiếng dài tôm là có chứa protein này cũng như các acid amin đấy, thiết yếu bao gồm omega đấy rồi là ocalic DHA giúp trẻ em phát triển trí não, đồng thời chứa nhiều vitamin A, D, canxi là những chất quan trọng để trẻ phát triển về xương khớp nha mọi người. Còn và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Còn 20 suất cuối cùng nữa mọi người vào ủng hộ anh em mình để anh em mình lên sản phẩm tiếp theo. Để mời Kazamen Lê Dũng vào thổi sáo một bài. Đấy. Mọi người ủng hộ anh em mình 20 suất cuối cùng đi. Để anh em mình vitamin, sang đúng rồi, vitamin ôm. Đúng rồi. Nhiều vitamin ôm. Nhiều vitamin trong đó cả vitamin ôm. Đề nghị anh Đông ăn để tét. Ôi ăn thì tét ăn luôn. Đây, sản phẩm đây, tét luôn. Tét luôn. Đúng không? Anh em mình nước đòi các bạn. Cho anh thì giúp để anh ăn nó thì cơm. Đây, đây ruột đây. Nhiều lắm. Tối thì không ăn đấy. Ngày bán hàng ui giời nổi. Ruột tôm này mọi người nhá. Khi mọi người đang mở ra thế này thì mình tét luôn đấy. Dịch vào tí rất là thơm mọi người, nhất đặc biệt là cái giúp tôm nó có màu vàng đậm chanh, không chưa vàng đậm. Giúp tôm này mọi người lúc mở ra để ngoài có thể để được 7-10 ngày mọi người nhé, và bỏ vào máy thì sẽ là được tầm 3 tháng đấy. Còn 20 suất cuối cùng mọi người nhớ là mua ủng hộ anh em mình nhé. Đấy, giá còn 20 suất cuối cùng mọi người. Nếu mình thì 350k và nay chỉ còn 290k thôi. Đấy, trong phiên live ngày hôm nay. Khi mà phiên live thì giá vẫn về là 350k mọi người nhé. Hello Yến Linh nhá. Hôm nay là buổi đầu tiên anh em mình live nhá mọi người. Hôm nay gọi là từ lộc độc lập tác chiến. Hồi hộp này. Bất trước là có Linh. Hôm nay mời anh mấy anh em thôi. Anh những người nào ngoài cảm nghĩ của anh Nhân đi nhé các bạn. Hồi hộp anh những người nào hồi hộp làm gì đang run có bồn tròn không, rất là bồn tròn luôn, có sao xuyến không, cũng sao chuyển rất là nhiều, có run không, run giống thế đấy. Liếm ở quê Quảng Ninh lại càng thêm mua để ăn biết được đặc sản của quê mình luôn chứ. Đặc sản là Quảng Ninh, mọi người ủng hộ anh em mình nhá. Nhưng mà đồ biển thì còn 20 suất cuối cùng mọi người biết rồi. Ngon quá ngon quá đấy.
chắc là còn bạn Phương Anh chắc là muốn ăn đây. Cho anh Phạm nhìn anh đang là anh muốn. À đề nghị là dancer Phạm Bảo chuẩn bị tiếp tục ca chương trình. Alo. Alo, chúng tôi đang thử mic, cũng như mic đang thử chúng tôi. Mời ca sĩ dancer Phạm Bảo. Ca sĩ hello chào. Ca sĩ kêu là dancer Phạm Bảo. Đây, mic đeo. Nhảy bây giờ đi. Nhảy lúc áo. Hát bài nhé. Ca sĩ hát bài gì? Hãy là nhảy này. Nhảy này. Đấy con 20 xuân cuối cùng mọi người. Ôi nó chuột đâu rồi. Ủng hộ anh em mình. Đấy ruột. Dùng quá mà không tìm được ruột su biển. Đấy giá là có. Giá niêm yết 350k này còn 290k mọi người. Để ủng hộ để anh em mình là hết cái má này là bắt sẽ là nhảy và múa và hát mọi người nhé. Phạm Bảo sẽ là nhảy. Để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Kìa. Sau đây tôi xin anh Đông nhảy, anh Đông nhảy kìa. Mỗi chục hộp. Nhảy luôn. Thôi nhảy luôn. Đeo cặp kính chống hút được nhảy với. Để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Sau đây là Phạm Bảo sẽ xin hát một bài Đôi Ngã Trên Đi. Sáng tác và nhạc và lời được. Tôi không nhớ. Bài gì cũng được, biết bài gì anh? Của bạn muốn bảo hăng bán máy bốc bốc đi. Anh nhân nhảy đi ạ. Nhân nhảy mua quê không? Anh nhân nhảy đi. Anh em một điểm ấn này thì cho em mua đấy. Đây ok. Anh nhảy lên. Đấy anh nhân nhảy đi các bạn. Anh nhảy sau ca sĩ Phạm Bảo sẽ là gọi là đến Lê Dũng. Nhớ về em à. Nhớ. Hoa nói nhảy không? Nhảy không? Đã sới anh em. Nhớ về em. Ok, chào Nguyễn Thị Huệ. Chào tất cả mọi người. Anh nhân cùng hát đi nghe hát đi đóng khi anh em chủ động mời mà kéo nhảy mua hết luôn này. Đây rồi, đây nhớ về em luôn. Nhớ về em đây luôn. Dì Minh luôn nhá. Bây giờ. Dì Minh Nguyễn. Ok. Đấy, đây nghe. Mọi người để em một tí nhá. Nhà hai người like mà có một cây like rồi mọi người. Huyền nhảy đẹp quá ta. Huyền lắc đẹp phết chứ. Anh thấy Huyền là lắc là hơi bị đỉnh đó Huyền. Ở đâu vậy? Ở đâu mà lắc vậy? Cái gì á? Huyền lắc là hơi bị đẹp như cái thiệt múa quá đẹp. Huyền múa là bây giờ đỉnh điểm luôn đó Huyền ạ. À. Anh thấy em múa là có tương tác, có tiềm năng đấy. Năng gì? Tiềm năng gì vậy? Anh nghe nói về tiềm năng gì không? Ôi em ơi cái này ghê quá, em phải tìm cho cái góc nào nó sáng hơn. Anh chọn cái đèn lại. Không phải, anh sẽ lấy cái gì ghê này. Thời gian mọi người đợi đợi thì em đợi em một tí nhé.